Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, từ thành thị đến nông thôn, từ miền ngược đến miền xuôi đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới. Phấn khởi bước vào năm học mới, chúng ta lại nghĩ về bức thư gửi các em học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chủ tịch đúng vào ngày 5 tháng 9 này, 75 năm về trước. Bức thư là tâm huyết của Bác Hồ đối với học sinh, sinh viên cả nước, thể hiện muôn vàn tình thân yêu, niềm tin và hy vọng của người đối với thế hệ trẻ trong việc rèn luyện đạo đức, gắng công học tập để trở thành những công dân hữu ích, phấn đấu đưa nước nhà tiến tới văn minh, giàu mạnh. Mở đầu bức thư, với tình cảm hết sức thân ái gần gũi tâm tình, bác viết: "Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp, tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giờ đi, các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam." Là người có nhiều năm làm công tác giảng dạy, khi nhớ lại tâm thư của bác, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong không khỏi xúc động. Bức thư đó nói đến đó là cái nền giáo dục của một nước độc lập, tự do. Mà nền giáo dục của một nước đã được độc lập tự do của nước Dân Chủ Cộng Hòa thì nó khác hẳn cái nền độc lập của thời thực dân phong kiến. Trong bức thư đó nói là cái nền giáo dục chúng ta đó là làm để mà phát triển cái năng lực sẵn có của người học. Tôi nhấn mạnh điều này, tức là cái tính sáng tạo. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đất nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến nghèo nàn lạc hậu, nhân dân ta phải chịu đựng cuộc sống tủi nhục, cơ hàn, cực khổ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, đã đứng lên làm chủ nước nhà. Một tương lai tươi sáng cho dân tộc và thế hệ trẻ nói riêng đã mở ra. Một nền giáo dục mới đã được tạo dựng. Nền giáo dục đó hướng tới phát triển năng lực sẵn có của người học. Giáo sư nhà giáo ưu tú Mạch Quang Thắng cho rằng, ngay khi nhà nước được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng vấn đề giáo dục. Người coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu cao cả nhất trong chính sách phát triển của dân tộc. Học mà không phải để mà nạp tri thức hết tất cả đâu. Tri thức loài người bao la như vũ trụ không thể nạp đầy được, mà học để phát huy cả cái khả năng sẵn có của các em. Cho nên trên thế giới người ta nói giáo dục không phải là để đổ đầy bình, mà giáo dục là thắp cho người ta một ngọn lửa. Đây là cái học có mục đích rất rõ ràng, chứ không phải nhồi nhét tri thức đâu. Thì đây là quan điểm rất là quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nền giáo dục của chúng ta. Chúng ta lại vẫn cứ chạy theo bằng cấp, chúng ta vẫn chạy theo thi cử, bạn mất cái bệnh thành tích. Thì tôi mong muốn giáo dục của chúng ta, các nhà trường, các thầy cô giáo, hãy lấy lời dạy của Bác Hồ để chúng ta luôn luôn khích lệ học sinh và trao trách nhiệm cho các em. Tuổi trẻ được ví như mùa xuân, là mùa đẹp nhất, mùa khởi đầu của một năm với bao hy vọng đợi chờ. 75 năm đã trôi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, nhưng những lời căn dặn trong bức thư của Bác Hồ vẫn in đậm trong tâm trí mỗi người. Khai giảng không chỉ là dịp để nghe và ngẫm lại tư tưởng của Bác về giáo dục, về rèn luyện con người, mà còn là dịp để mỗi chúng ta suy nghĩ và hành động cho hiện tại và tương lai của giáo dục nước nhà. Sáng ngày 5 tháng 9, hòa với niềm vui chung của hàng chục triệu học sinh trong cả nước, hơn 220.000 học sinh các cấp học của tỉnh Ninh Bình tưng bừng đón chào ngày khai giảng năm học mới 2020-2021. Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có hơn 220.000 học sinh các cấp bước vào năm học mới, trong đó riêng lớp 1 có trên 19.000 học sinh với 600 lớp. Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học tiến hành kiểm tra, ra soát và kịp thời có giải pháp khắc phục hệ thống phòng học và hạng mục công trình xây dựng xuống cấp, đảm bảo an toàn, phục vụ cho hoạt động dạy và học trong năm học mới. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường được diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, với kỳ vọng một năm học mới nhiều thành công.
có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2020, Nghị định 88 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp. Cụ thể, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí để khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động khi người lao động có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 800.000 đồng một người một lần khám. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Có lẽ vậy mà trong những dòng cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho non sông đất nước, người mong muốn xây dựng được lớp thanh niên vừa hồng vừa chuyên. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những điều căn cốt nhất mà người để lại vẫn còn nguyên giá trị để lớp lớp con cháu sau này nghiền ngẫm, khắc ghi và thực hiện. Năm 1965, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết thư gửi thanh niên cả nước với niềm tin lớn lao. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. 4 năm sau, trong di chúc thiêng liêng, việc chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ một lần nữa được người nhắc lại với điều căn cốt nhất là đào tạo họ thành những người thừa kế, xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa hồng vừa chuyên. Thấm nhuần lời dạy của người và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, những năm qua, các cấp ủy đảng mà trực tiếp là các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa để giáo dục, định hướng cho thanh niên có lý tưởng, khát vọng sống đúng đắn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thông qua các cái buổi là sinh hoạt chi đoàn nói về chuyên đề tấm gương của Bác, cũng như là chỉ đạo đoàn trường Hoa Lư A tổ chức cái ngày hội văn hóa làm theo lời Bác, và tiêu biểu là năm 2019 thì huyện đoàn cũng có tổ chức một chương trình, đó là liên hoan các ca khúc về Bác, và tổ chức một hành trình về nguồn cho đoàn viên thanh niên để thấy được câu nói bất hủ của anh hùng Lý Tự Trọng, đó là con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể là con đường nào khác. Tạo cảm xúc để thay đổi nhận thức và xây dựng con đường đi đúng đắn cho thanh niên là mục tiêu và cũng là yêu cầu mà chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh đề ra. Tinh thần này được lan tỏa tới từng chi hội, đoàn viên, hội viên, ngay trong công việc, cuộc sống hàng ngày, để thanh niên thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục cho là thế hệ trẻ thấm nhuần cái tư tưởng của Đảng, Bác Hồ, nêu cao cái tinh thần cảnh giác, cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi cái âm mưu của kẻ thù để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên cần phải nâng cao cái bản lĩnh chính trị, không dao động trước cái khó khăn thử thách và tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, của nước mà con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác đã lựa chọn. Thứ hai là không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Đối với cán bộ đoàn viên thanh niên trong lực lượng trang tỉnh là nâng cao trình độ về huấn luyện quân sự, trình độ lý luận chính trị, sẵn sàng xử trí và hoàn thành thắng lợi trong mọi tình huống và mọi nhiệm vụ được giao cho. Công cuộc đổi mới của đất nước đặt lên vai thanh niên trọng trách lịch sử, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Ôn lại những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc, học và noi theo gương Bác cũng là thực hiện mong muốn của người. Bác mong con cháu mau khôn lớn, nối tiếp cha ông bước kịp mình. Với phương châm thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động công an tỉnh đã không quản ngại khó khăn gian khổ, hiểm nguy, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu. Và họ cũng chính là những lá chắn vững vàng trên đường đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống thanh bình và hạnh phúc cho nhân dân. Bất kể ngày hay đêm, thời tiết mưa hay rét, cán bộ chiến sĩ đại đội cảnh sát cơ động đều có mặt trên tất cả các tuyến đường trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để tuần tra vũ trang, giữ bình yên cho nhân dân.
nhờ sự cố gắng thầm lặng của các anh nên những năm gần đây đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và lập biên bản xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Được giám đốc công an tỉnh giao cho phòng cảnh sát cơ động xử lý giao thông thì đội đã xác định được cái nhiệm vụ mới của mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi đều cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Thường xuyên trao dồi học hỏi với các cái đơn vị nghiệp vụ về xử lý hồ sơ về cái việc áp dụng pháp luật cho nó đúng với quy định. Trước tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài và công cụ hỗ trợ, đảm bảo quân số thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động khi xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ. Đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập thực binh, phương án phòng chống khủng bố, giải cứu con tin, giải tán đám đông khiếu kiện quá khích, tập trung huấn luyện về nghiệp vụ tuần tra dã ngoại tại vùng đồi núi hiểm trở. Hầu hết mà cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động, cán bộ chiến sĩ trẻ thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống cũng như về phương diện nghiệp vụ để đồng thời là đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ giao. Với nhiệm vụ canh gác bảo vệ 6 mục tiêu quan trọng của tỉnh, cán bộ chiến sĩ đại đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ và quy trình tuần tra canh gác. Khi tiếp xúc với nhân dân, cán bộ chiến sĩ luôn giữ đúng tư thế lễ tiết tác phong, tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Chúng tôi thực hiện một cách công khai và công bằng trong đánh giá cán bộ, rồi có cái sự khen thưởng kịp thời để động viên cán bộ tích cực tham gia lập công. Chẳng hạn như là ví dụ như một buổi đêm khi mà tuần tra, cán bộ chiến sĩ mà phát hiện và bắt giữ được tội phạm thì ngay sáng hôm sau là chúng tôi sẽ tổ chức biểu dương trong cái giao ban buổi sáng trước toàn thể đơn vị. Từ đó thì tạo ra cái động lực cho phong trào thi đua. Ghi nhận những thành tích xuất sắc, nhiều năm liền tập thể phòng cảnh sát cơ động đã được công nhận là đơn vị quyết thắng, được Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng, được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 của tỉnh tới đây, sẽ tạo động lực để tập thể phòng cảnh sát cơ động tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, tất cả vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bản tin 6 giờ sáng ngày 5 tháng 9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, 12 giờ trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Hiện Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay 551 ca. Cũng theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 786 bệnh nhân COVID-19 trên 1.049 ca mắc. Hiện có 10 trường hợp có tiên lượng rất nặng và nguy kịch. Số trường hợp cách ly, chống dịch giảm từ hơn 61.000 người xuống còn hơn 43.000 người. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư đã rà soát, tuyên truyền, vận động hội viên đăng ký thực hiện mô hình nhà sạch vườn đẹp kiểu mẫu. Đến nay, sau gần 1 năm triển khai, toàn xã đã có trên 500 gia đình được gắn biển mô hình, qua đó góp phần hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ninh Giang có 8 đơn vị thôn xóm thì đến nay đã có 5 đơn vị xây dựng được mô hình nhà sạch vườn đẹp kiểu mẫu với tổng số 545 gia đình tham gia. Trong đó, riêng tháng 8 vừa qua, Hội Phụ nữ xã đã vận động gắn 480 biển mô hình tại các gia đình hội viên. Không đặt quá cao về tiêu chí nhà phải to hay vườn phải quy mô lớn, mà hội đặt ra mục tiêu đó là tuyên truyền hướng dẫn để hội viên hình thành thói quen đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ gìn vệ sinh môi trường trong gia đình ngõ xóm. Đối với những hộ diện tích nhà ở, đất vườn nhỏ hẹp, hội tư vấn cải tạo lựa chọn những cây con phù hợp để trồng chăm sóc, không chỉ nâng cao thu nhập mà còn tạo cảnh quan đẹp cho làng quê. Thời gian tới, cùng với duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình đã có, hội tiếp tục vận động để 3 thôn xóm còn lại cùng xây dựng mô hình nhằm thực hiện tốt các tiêu chí 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.